Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Trung Nguyễn Viết Sinh. Và bây giờ chào đón các bạn đến với hồ câu giải trí trí tài nha các bạn. Nào theo mình. Ok, xin chào anh Tài. Rồi, rất vui được gặp anh. Xin giới thiệu các bạn, đây là anh Trí Tài, chủ hồ câu giải trí trí tài nha các bạn. Đây, ngay bây giờ Trung sẽ hỏi thăm anh một chút xíu về tình hình cá ở hồ này và mình câu hình thức thể loại như thế nào và hồ này sẽ câu bao nhiêu cần nha các bạn. Rồi các bạn lại đây. Rồi ở đây là khung cảnh của hồ câu cá giải trí trí tài nha các bạn. Bây giờ Trung Nguyễn Phiên Sinh sẽ nhường cái giới thiệu lại để cho anh Trí Tài anh ấy, giới thiệu về cái hồ câu cá giải trí trí tài hôm nay nha các bạn. Rồi ok, xin mời anh. Vâng. Chào cả nhà mình nha, rất vui được chào đón tất cả các quý anh chị cần thủ đến chung vui trong cái ngày khai trương của cái giải đêm ngày 4 tháng 1 năm 2021. Vâng, và cái thể tích ao thì em hồ em mini, nhưng mà em cố gắng thả cá to cho mấy anh chị có cảm giác nha. Tức là cái chiều dài của hồ là 32m. Chiều dài hồ là 32m. Ngang 32m và chiều dài là 45m. Và tổng thể lượng cần là đúng 52 cây. Lượng cá hiện tại thực tế đúng luôn, em báo đúng luôn số ký là từ 5 ký đến 14 ký và cá đây là đúng 5 tấn. Đúng 5 tấn. Rất là mong chào đón tất cả các quý cần thủ đến chung vui trong ngày khai trương ạ. Và giải đêm khai trương em xin nhắc lại là ngày 4 tháng 1 năm 2021 ạ. Vào thứ hai tuần tới này thôi bạn. Thứ hai tuần tới ạ. Ok, thông tin của anh rất là tuyệt vời. Ở đây thì mình thấy cái lượng cá khá là lớn, thì mình thấy cá nó thở rất là ok nha các bạn. Rồi, các bạn đón xem ngay bây giờ Trung Nguyễn Phiên Sinh sẽ câu thử và test thử mồi tại hồ câu cá trí tài cho các bạn xem. Rồi, các bạn theo mình nha. Rồi bây giờ Trung Nguyễn Viết Sinh sẽ trộn mồi cám của Trung Nguyễn Viết Sinh sẽ câu thử hồ trí tài hôm nay nha các bạn. Rồi bắt đầu chúng ta trộn cám này em. Rồi ok, em cắt bịch cám ra. Ok. Ở đây liều lượng của mình là 1 ký cám của CNF nha các bạn. Và khoảng liều lượng nước là 1 ký rưỡi nước nha các bạn nha. Rồi em đổ nước và em chọn em. Rồi chọn đeo lên em. Rồi bây giờ mình sẽ tìm vị trí là đặt cần và câu cá test thử hồ trí tài hôm nay nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ở vị trí khoảng giữa hồ đi các bạn nha. Tầm này. Ok. Tầm số 11 nha các bạn nha. Đây, hôm nay mình sẽ câu vị trí này nha các bạn nha. Rồi, bây giờ các bạn theo mình đi câu cá tại hồ trí tài thử nha các bạn. Đây, đây, mũi cám. Hôm nay mình câu bằng cám của CNF của Trung Quốc Viết Sinh. Mình không có sử dụng cám của hồ, cho nên để một loại thứ nó minh bạch hơn, thì các bạn cho nó thoải mái hơn thì mình sẽ sử dụng cám của Trung Quốc Viết Sinh nha các bạn. Rồi, bây giờ mình xúc cần nha các bạn. Hồ này có diện tích hồ mini khá nhỏ, chứ chỉ cần hất cái là tới ống nha các bạn. Nhưng mà nhỏ mà có võ nha các bạn. Hồ nhỏ nhưng mà mini, nhưng mà cá toàn Hugo không à. Rồi các bạn đợi mình nha.
Bây giờ mình xuống cần bây giờ là. Hy vọng là cá ăn trên tay luôn nha các bạn nha. Ok. Wow. Gì vậy? Mới quăng cái nó kéo luôn rồi. Có khi nào anh chạy vô không các bạn? Chết rồi, nghi quá. Chết rồi, nghi quá. Cá chạy vô thiệt rồi. Cá chạy vô nha các bạn. Mình vừa quăng xuống là cá nó kéo liền nha các bạn. Nó chạy vô trong bờ quá. Rồi, cá anh chạy vô nha các bạn. Trời. Wow, cá nó anh vừa quăng xuống cá anh ngay luôn các bạn ơi. Chết rồi, hồ này cá quá nhiều luôn rồi. Phen này chủ hồ khai trương nè, phen này nè. Toi rồi, nguy hiểm quá. Này anh em bắt câu cá đã luôn rồi các bạn nha. Đó, vừa quăng xuống cái là có cá liền các bạn. Rồi. Rồi, ok. Bây giờ Trung Nguyễn Fishing sẽ tự cầm cần tự bắt nha các bạn nha. Ok. Đây. Wow, cá rất là bự nha bà. Wow. Rồi. Đây các bạn, con cá đầu tiên nha các bạn. Đó. Rồi. Ok, được rồi, em sẽ tự xử con này. Cái lượng cá ở đây khá là bự nha các bạn. Con này cũng khoảng cỡ tầm cỡ 6 đến 7 kg nha các bạn, tầm 7 kg nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nữa rồi các bạn, mình sẽ thả lại xuống hồ, mình sẽ câu lại con khác. Hy vọng đợt này sẽ bắt được cá lớn cho các bạn xem. Mình thả nha các bạn. Bye bye. Bây giờ tiếp tục Trung Nguyễn Fishing sẽ bây giờ sẽ quăng ra một góc độ khác xem cá ăn như thế nào nha các bạn. Mình phải thử giữa hồ, đầu hồ và cuối hồ nha các bạn. Bây giờ vị trí mình sẽ thử ở đầu hồ nha các bạn. Đây, đầu hồ bên này nè các bạn. Đó. Đầu hồ nha các bạn nha. Rồi. Mình sẽ quăng ngay vị trí số 1, số 2 nha các bạn nha. Rồi. Các bạn xem mình quăng tới nha không nha. Đó, ngay vị trí số 2 nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ để cần thẳng để cho nó bên đá nha các bạn nha. Các bạn nhớ xem nè. Đó, bây giờ mình sẽ để cần thẳng này nè. Rồi. Mình nghĩ nó sắp ăn rồi đó các bạn nha. Tại cái lượng cá hồ này khá là nhiều chứ là quăng xuống là nó ăn liền nha các bạn nha. Wow, nó chuẩn bị bên nha các bạn. Wow, nó đang dở đó các bạn nha. Ok. Trong lúc chờ đợi cá ăn nha các bạn, thì cái hồ này của anh Chí Tài anh cho câu vào thứ hai hàng tuần, câu từ lúc 5 giờ chiều cho tới 10 giờ đêm nha các bạn. Rồi, các bạn có thời gian thì sẽ tới đây câu để cảm giác ha các bạn. Rồi các bạn tất cả những cái thông tin của hồ câu Chí Tài và cái thể lệ giải mili thì các bạn vào cái trang Facebook của anh hồ câu Chí Tài để mình sẽ xem những cái giải của hồ câu cá Chí Tài cho bạn. Wow! Cái gì vậy? Mới đổ hả? Đó, mình sẽ để con cá này bên thẳng nha cho các bạn. Anh em câu cá cho nó nhìn cái cảm giác này cho nó sướng mắt nha các bạn nha. Các bạn xem nha. Bây giờ mình không có đóng luôn, để cho nó bên thẳng rồi mình mới bắt nha các bạn. Đó. Đó. Đó, đã chưa các bạn? Đó, đó. Đi câu cá là thích nhất là bên cá ăn bên như này nha các bạn nha. Đó. Đó, nó chạy vô các bạn nha. Đó, đó. Đó, đó. Đó. Đó, đó, đó. Đó. Rồi. Qua đây, có đó rồi. Chắc Hugo kìa, chắc Hugo quá. Ăn khôn kiểu này chắc Hugo quá. Wow. Qua đây được á các bạn ơi. Wow. Qua đây có hàng 8 nha các bạn nha. Ok. Mình sẽ bắt lên cá lên cho các bạn xem. Đó. Các bạn
À, các bạn câu cá nhớ lưu ý nha, chúng ta đi gấp cá và gỡ cá chúng ta phải có cái kìm nha các bạn nha. À, chứ không lưới câu nó móc vào tay, cá dễ móc vào tay nha các bạn. Ở đây cá đang có một lưới nha, mình sẽ gấp cá lên. Đó, các bạn thấy nguy hiểm không? Đi câu cá thì phải có kìm gỡ nha các bạn nha, không cá nó dãy cái là dính lưới câu. Mình giải đây mình gỡ nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình thả cá nha các bạn. Còn cá này anh dưỡng 2 tháng mấy này, cá rất là khỏe, quăng cá anh liền. Và các bạn có muốn xem cảm giác của mình quăng cá qua bên từ qua đây qua bên kia cá men không các bạn? Mình sẽ thử cho các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ quăng hơi câu, cái kiểu này hơi bá đạo chưa rồi câu, nhưng hôm nay mình cũng test thử cho các bạn xem. Xem cá nó ăn nó chạy sao và mình sẽ chạy như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hất một cái qua bờ bên kia nha các bạn nha. Nào, 1, 2, 3, bắt đầu. Đó, để công bằng mình câu bên này và câu bên kia luôn, để cho anh em biết là lượng cá ở đây nó ăn đều hồ như thế nào nha các bạn nha. Bây giờ mình đặt cần xuống rồi mình đợi cá ăn. Mình đang đợi cá, con cá này ăn. Wow, đó đó đó. Ui, ui, ui. Ăn rồi các bạn ơi, ăn rồi. Bây giờ con cá này mình không thể kéo đâu, mình phải chạy qua bên kia thôi. Mình nhờ chủ hồ cầm cái kim lên mình gỡ cá này. Hugo, con này Hugo, con này Hugo. Con này 17 kg luôn các bạn ơi. Tạo ăn mà cứ. Wow. 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 Ở đây hồ cá này, rồi mình nhờ anh ấy cầm cái kìm cho mình bắt. Ok, giờ anh giữ dùm chung cái cần đây để chung sẽ kéo cá lên, anh em mình sẽ chụp hình một kiểu làm lưu niệm anh. Ok. Đấy, ngớt hết mình luôn rồi, chết rồi. Rồi, rồi, ok, anh ra đây ngồi với chung chụp hình một kiểu làm kỷ niệm anh ơi. Wow, thủ cá ăn quá tuyệt vời. Wow, thật tuyệt vời nha các bạn. Cá rất là lớn nha các bạn nha. Rồi, xin mời các bạn thứ hai tuần tới thì các bạn sẽ tới đây để câu cá giải trí cũng như là bắt cá cảm giác tại hồ câu cá trí tài nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn video clip tuần sau nha các bạn. Bye bye. Hả? Chào đón tất cả anh em mình đến với hồ giải trí trí tài nha. Hồ răng cho cá hay quá. Phát một tao luôn. Cho đại cãi nó đánh xuống đấy không rồi. Rồi, ok. Đây này. Rồi bây giờ mình thả cá nha các bạn, con này khoảng 11 kg nha các bạn nha. Đã quá. Bye bye. Xin gặp lại em vào thứ hai tuần sau. Con này bự nha các bạn. Đây chủ hồ anh ấy kéo con cá, anh quăng anh bắt con cá liền vậy. Con này Hugo nha các bạn. Ok. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đã quá. Hiện tại kéo cá hồ anh ấy cảm giác xem như thế nào. Wow, con này bự các bạn, con này cũng hàng 10 nha các bạn nha. Cá hồ nhỏ mini nhưng mà toàn cá bự không à. Wow. Bắt lại em. Gỡ ra em ơi, à, con này hàng 10 nha các bạn. Rồi sao cảm giác của anh bắt cá hồ anh ấy làm sao? Mình
cứ đi đấu trường cầm cái cảm giác mà bính nhà sao thấy nó nhạt nhạt không. Cá vậy cam đoan anh em là cá vậy nha. Rất mong cái giải đêm của ngày 4 tháng 1 anh em đến chung vui cùng hộ giải trí chị Tài nha. Rồi ok anh. Rồi.